Em đừng nghỉ học, các bạn nghỉ nữa. Dạ, chủ nhật em đi cờ lò. Dạ. Đi với bố mẹ. Bố mẹ thôi, ai nữa? Không phải con nữa. Em nữa. Không. Em rồi nhá. Dạ. Dạ. Cả cầu xoan, cả mưa hiền. Cả cầu xoan, cả mưa hiền. Dạ, nhưng em đi cả đưa cả cầu xoan, cả mưa hiền nữa. Với cả đời chơi nữa. Đời chơi con cất bên đó đi. Mưa hiền thì gầy, còn cầu xoan thì bùng béo phì. Cầu xoan á, cầu xoan bùng béo hơn cả trái đất đi. Đó. Đó. Em ăn cơm rồi, nhưng em có thịt ngon đó. Bố em thì nấu. Còn em phát thì ăn. Em thì được ăn thịt. Từ thứ sáu em được ăn cả. Không phải. Từ thứ bảy em được ăn cả rau nữa. Rau nhiều vào nhá. Dạ. Ăn thịt ít rau nhiều vào, ăn mạnh khỏe thông minh nhá. Dạ. Ôi dạ ông. Ta được tắt máy chưa? Thế nói chuyện với ông này chứ. Ông chưa tắt máy. Ông khỏe không? Mới nghe. Ông khỏe. Nhưng thì ông bữa sáng ông có quá khỏe, siêu cực khỏe không? Buổi sáng ông tập thể dục chi, buổi mông rửa chi. Ông bố của bố á, cứng cáp. Ông của bố á, cứng cáp giống bố á đây. Em phát ra. Dạ. Em có tập thể dục buổi sáng như ông không? Không. Không tập là tập chi, tập thể dục tập. Em quên rồi. Em còn học nhưng mà em quên. Em quên. Em bảo là em quên rồi, nhưng mà em còn ăn chi với cả em còn đánh gương người mà em còn đi học người mà. Dạy rất sớm nhưng em không dạy được sớm răng. Dạy sớm rồi ra tập thể dục. Nhớ là cái bài thể dục ông dạy cho nó. Em nhớ rồi. Ông ơi, ông tắt máy đi. Ông ơi, ông tắt máy được chưa? Để con không hỏi thăm ông nè. Con đã hỏi rồi, con bảo ông hỏi khỏe chưa? Ông hay làm việc chi? Ông hay làm việc chi? Ông hay làm việc chi? Bảo ông hay làm việc chi? Ông hay làm việc chi? Ông đi đuổi bò này, thả bò này, làm cò vườn này. Chứ nữa? Viết này, chú này, năm này. Ông là viết nằm. Sáng ngày tập thể dục này. Ông còn nói nằm này. Ông bán bò cho con lấy tiền làm nhà đi. Ông bán bò cho con lấy tiền làm nhà đi. Ông bán bò cho ông lấy tiền để ông có tiền đi. Ông bán bò để ông có tiền đi. Bán bò à? Dạ. Cả con trâu nha. Cả con trâu nữa.
con biết nói mà là làm bạn. Ngày mốt con cười thì mới ra rau mà. Được chứ ông ơi, em được tắt chưa? Ông ơi, ông em được tắt chưa? Tắt điện thoại của ông. Ông bấm cái đòi để ông tắt được chưa? Chào ông, chào em Phát, chào bà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Chúc cả nhà ngủ ngon. Bố con lại bồng mi rồi. Tối nay ngủ khỏe nhá. Dạ. Bye bye, đi vui vẻ nhá. Dạ. Chào anh kì, bye bye. Dạ, ông. Ông tắt máy của bà đi. Dạ, ông tắt nhanh lên. Dạ, em vẫn thấy nghe tiếng nữa. Tôi nói con thấy nghe tiếng một tí đi. Tắt rồi. Răng thôn này con lại nghe tiếng một tí. Thì mày tắt mà.